Bữa nay tôi thấy anh có điều gì đó không ổn. Chứ mấy bữa trước tôi đâu phải là đối thủ của anh. Thì đó, cái chuyện của con dân nhà tôi, nó làm tôi nhức nhối mấy ngày nay. Con dân nhà anh nó làm sao? Nó quen với thằng Công, con của bà Chính Lẹ một cuối xóm nữa. Ôi, chuyện đó cả xóm này ai không biết. Tôi hỏi thiệt chú á, nếu như là chú, chú có cho con dân quen với thằng Công không? Về chuyện này thì mà tôi thấy thằng Công cũng được đó chứ anh. Nhưng nhà nó nghèo quá, làm sao xứng được gia phong nhà tôi. Anh sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền, sau đó trở về cưới em. Cái chính là anh muốn cho cha em thấy được tình cảm của anh dành cho em là như thế nào. Quan trọng là em phải tin anh kìa. Anh à, nhưng em sợ lỡ mà... Sợ cái gì mà sợ? Trước sau gì hai đứa mình cũng thuộc về nhau mà. Em ở nhà cố gắng đợi anh về. Chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ về với em. Anh hứa thiệt lòng với em chứ? Ừ, anh hứa. Anh thề có trời đất chứng. Thôi, anh đừng có thề. Em tin rồi. Lên trên đó, anh ráng giữ gìn sức khỏe và nhớ viết thư về cho em nha. Ừ, anh biết rồi. Thôi anh đi đây, để kịp chuyến xe.